Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định đã bố trí các lực lượng quân sự Mỹ trên khắp châu Á chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực diện với Trung Quốc. Phát biểu trong khuôn khổ chương trình do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế IISS tổ chức ngày 21 tháng 7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper khẳng định Lầu Năm Góc sẽ tái bố trí và cải thiện năng lực tác chiến của các lực lượng tại châu Á nhằm đối phó Trung Quốc, theo cổng thông tin chính thức của Lầu Năm Góc. Cụ thể, ông Esther cho hay Hải quân Mỹ hiện đang chuẩn bị cho xuất càng nhiều hạm đội lớn hơn linh hoạt hơn với khả năng phòng thủ trước đòn tấn công của tàu đối phương vượt trội lực lượng thủy quân lục chiến tập trung tinh gọn lực lượng và được bố trí ở các khu vực trọng yếu khắp châu á lục quân mỹ tăng cường nghiên cứu công nghệ vũ khí tấn công chính xác tầm xa để vô hiệu hóa chiến thuật chống xâm nhập chống tiếp cận trên biển của trung quốc trong khi đó không quân mỹ sẽ tiếp tục phát triển công nghệ tàng hình và công nghệ liên lạc đa thứ quân giúp kết nối và toàn bộ các lực lượng mỹ tác chiến trên cùng một mặt trận Thời gian tới, Lầu Năm Góc sẽ tiếp tục gửi thêm tàu chiến đến các điểm nóng ở châu Á nhằm kìm hãm tham vọng lãnh thổ của Bắc Kinh và tăng cường hợp tác an ninh, quốc phòng với các quốc gia trong khu vực. Trung Quốc đã cố tình cưỡng ép, dọa nạt các nước xung quanh và không cho họ tiếp cận nguồn tài nguyên dầu khí và khí đốt trị giá gần 2.600 tỷ đô la Mỹ ở Biển Đông, mặc cho việc Mỹ ngày càng tăng cường hiện diện quân sự ở đây. Ông Esther chỉ trích Mỹ Người đứng đầu Lầu Năm Góc nhấn mạnh chỉ có chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương tự do và rộng mở của Mỹ mới có thể mang lại hòa bình, ổn định cho khu vực và đủ sức chặn đứng ý đồ biến vùng biển quốc tế thành sân nhà của Trung Quốc. Tôi khuyến khích các nước Ấn Độ Dương Thái Bình Dương nên dành nhiều nỗ lực để mở rộng quan hệ hợp tác an ninh, quốc phòng liên khu vực và kiến tạo mạng lưới những đối tác có chung mục tiêu là giữ vững trật tự đang bị Trung Quốc đe dọa, Bộ trưởng Mark Esper nói. Ông Esther nhắc lại là Washington không tìm kiếm xung đột với Bắc Kinh và mong muốn có quan hệ thực chất với Trung Quốc. Tuy nhiên, Bắc Kinh phải tuân thủ luật pháp quốc tế và chấm dứt các hành vi hung hăng, cưỡng ép nước khác. Chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuân thủ luật quốc tế, thứ đã đem lại lợi ích to lớn cho cả nhân dân các vị trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, song song với kỳ vọng Bắc Kinh sẽ thay đổi hành vi của mình, Mỹ và quốc tế nên chuẩn bị cho các kịch bản thay thế khác, Bộ trưởng Mỹ chia sẻ. Ông Mark Esper cũng tiết lộ có thể sẽ thăm chính thức Trung Quốc vào cuối năm nay để thảo luận một số vấn đề về an ninh quốc phòng. Theo ông, chuyến đi nhằm mục đích thiết lập các cơ chế kiểm soát khủng hoảng.